Xin chào và cảm ơn các bạn đã trở lại với KTV Channel. Ở video này, KTV xin chia sẻ cùng quý vị Jersey là gì? Các đặc điểm của Jersey. Xin mời quý vị cùng theo dõi video Jersey là gì? Đây là một giải pháp mở rộng Layer 2 với hướng đi chính là sử dụng công nghệ ZK Rollup. Jersey là sản phẩm đầu tiên dựa trên kiến trúc này của MetaLab. Mục đích của Jersey là giúp tăng nhanh quá trình giao dịch và bảo mật trên Ethereum, đồng thời giúp giảm chi phí. Hiện tại, phạm vi chức năng của Jersey là vận chuyển ERC-20 token với chi phí thấp. Limit order, các lệnh giới hạn, cơ chế Atomic Swap và hỗ trợ NFT trên Layer 2. Tất nhiên, với cấu trúc ZK Rollup, việc tính toán và lưu trữ dữ liệu sẽ được thực hiện off-chain ngoài chuỗi. Còn nguồn tiền sẽ được lưu trữ trên smart contract thuộc on-chain, mạng lưới chính. Trong quá trình làm việc, SNARK có thể hiểu là bằng chứng về tính hợp lệ của mọi giao dịch trong khối Rollup sẽ được tạo ra và xác minh bởi smart contract trên chuỗi chính. Bản cập nhật dữ liệu công khai cho mọi khối sẽ được xuất bản trong một codata thông qua mạng chuỗi chính với chi phí thấp, có thể hiểu là một vị trí dữ liệu tạm thời trong Solidity. Đặc điểm của Jersey. Một số đặc điểm quan trọng của Jersey có thể được kể đến như sau. Đặc điểm thứ nhất, tính bảo mật cao, khác với sidechain. ZK Rollup hay cụ thể hơn là Jersey có khả năng bảo mật tốt hơn rất nhiều. Trong đó, các Rollup Validator không thể làm hỏng trạng thái hay có những hành động gian lận. Đồng thời, user vẫn có thể lấy được tiền từ các Rollup ngay cả khi Validator đã ngừng hợp tác nhờ vào nguồn dữ liệu có sẵn. Đặc điểm thứ hai, giảm sự phụ thuộc dựa vào Valid Group bằng chứng hợp lệ. Anh em hay bất cứ ai trong số user sẽ không cần phải giám sát các khối Rollup để ngăn chặn gian lận. Đặc điểm thứ ba, phí giao dịch thấp hơn 50 lần so với mạng lưới chính trên Ethereum. Tốc độ giao dịch nhanh chóng, 300 TPS, thân thiện với smart contract và bảo vệ được hơn 5 triệu giao dịch. Hiện tại, Jersey vẫn đang ở thời kỳ đầu trong quá trình phát triển hệ sinh thái. Trong đó, các ứng dụng cơ bản nhất của DeFi mới bắt đầu được launch, chỉ có một dự án lên mainnet là Dex Native và MUTE.io, dự án cốt lõi vẫn còn đang ở phiên bản testnet. Hầu hết các DEX cũng chưa đủ hoàn thiện để thu hút người dùng. Zigzag là một trong số DEX đang làm khá tốt nhiệm vụ của mình. Với tổng khối lượng giao dịch đã vượt hơn mốc $1 Mỹ. Có thể nói Zigzag đã mở ra một cánh cổng để chào đón dòng tiền đến với hệ sinh thái của Jersey. Các dự án cơ sở hạ tầng trên Jersey được đánh giá là khá chắc chắn. Hiện tại, nguồn lực cũng đang được tập trung đúng hướng để phát triển những cơ sở hạ tầng chính như ví Explorer, Smart Contract Platform, Oracle. Với định hướng phát triển chắc chắn và thế mạnh tương thích với EVM nhờ Skevmer, Jersey 2.0 có đầy đủ những điều kiện cần thiết để thúc đẩy các lớp đạp mảng game NFT phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai. Bên cạnh đó, Jersey cũng rất biết cách chơi trội khi có sự xuất hiện các giao thức DeFi 2.0 như Olympus DAO trong hệ sinh thái. Việc mạnh tay triển khai một protocol tương đương những ông lớn như Ethereum, BNB trên hay Solana là một tín hiệu rất tốt, thể hiện được sự quan tâm của đội Olympus DAO đối với Jersey 2.0. Tuy nhiên, với sự non trẻ của mình, Jersey hiện tại chưa sẵn sàng để đón dòng vốn chảy vào hệ sinh thái với những mảnh ghép như lending, margin trading, staking option, farming. Cảm ơn quý vị đã xem hết video.